Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sân Mỹ Đình lên mặt báo Indonesia bị so sánh với ruộng khoai tây. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2023, một số báo mạng đưa tin tờ báo tại Indonesia đã chê Sân Mỹ Đình như vườn khoai tây. Tờ báo Libero của Indonesia đã so sánh sân vận động Mỹ Đình với sân vận động Bung Karno của họ. Hình ảnh sân Bung Karno xanh mượt đặt bên cạnh sân Mỹ Đình thì xám xịt, với bình luận rằng nông dân trồng khoai tây có thể quan tâm đến việc thuê sân vận động này. Đây là hình ảnh tờ báo tại Indonesia đăng hình ảnh sân Mỹ Đình và Kedora cùng với các động thái nhổ cỏ của huấn luyện viên Park trong khuôn khổ giải đấu Cúp vô địch Đông Nam Á Cúp 2022, sân vận động quốc gia tại Karo của Indonesia là nơi diễn ra trận bán kết lượt đi vào ngày 6 tháng 1 giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam. Còn sân vận động Mỹ Đình là nơi diễn ra trận lượt về vào ngày 9 tháng 1 tới đây. Giới hâm mộ bóng đá tại đảo quốc Indonesia đang rất quan tâm và thất vọng về chất lượng tại sân Mỹ Đình. Họ lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của trận đấu. Chất lượng của các sân vận động tại Indonesia luôn được nâng cao và có việc chăm sóc trùng tu thường xuyên. Người Indonesia cảm thấy tự hào khi so sánh chúng với sân Mỹ Đình. Có lẽ do dư luận xôn xao quá nhiều nên tối ngày 6 tháng 1 thì báo chí Việt Nam cũng loan tin sân Mỹ Đình chi 120 triệu đồng tiền bón phân cho mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Cách giật tít này thì rõ lạ, người đọc không hiểu bón phân cho trận đấu nghĩa là gì, tại sao trận đấu lại cần bón phân. Thật rõ khổ, thì ra là bón phân để chăm cỏ ở trên sân này. Đây là hình ảnh báo chí loan tin báo Indonesia đã chê sân Mỹ Đình như ruộng khoai tây. Báo chí Việt Nam đã dẫn lời một lãnh đạo khu liên hợp thể thao Mỹ Đình nói rằng mỗi trận đấu tại giải Cúp 2022, sân Mỹ Đình được tổ chức này thuê với giá 800 triệu đồng một trận nhưng vẫn chịu lỗ từ 100 đến 200 triệu đồng. Đến nay vẫn chưa thấy lãnh đạo khu liên hợp thể thao Mỹ Đình công bố chi tiêu cho những trận đấu này. Cũng trong khuôn khổ AFF Cup 2022, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar vào tối ngày 3 tháng 1, điều gây ấn tượng không phải là trận đấu mà là chất lượng sân cỏ Mỹ Đình. Một màu cỏ vàng úa, sơ xác, xấu xí, mặt sân thì lồi lõm khiến bóng lăn lập bập. Mặt sân xấu đến nỗi nhiều khán giả tưởng TV nhà mình bị hỏng. Trong khi đó, được phát hình cùng giờ thì trận đấu giữa Malaysia và Singapore trên sân tại Bukit thì đẹp như sân cỏ ở châu Âu vậy. Không chỉ mặt sân xấu xí, khán đài, các hàng ghế và khu vệ sinh của sân Mỹ Đình cũng bị chê là bẩn thỉu, nhếch nhác, cũ nát, thậm chí bốc mùi hôi thối kinh khủng. Ông Nguyễn Trọng Hổ, giám đốc khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình trả lời truyền thông rằng sân vận động Mỹ Đình đã 12 năm nay không thay mới cỏ trên sân. Vì vậy, mặt cỏ thì già úa, héo, đáng lẽ trung bình phải thay cỏ trong vòng 6-7 năm một lần. Toàn bộ ghế ngồi cũng được lắp từ năm 2003 cho đến nay nên bạc màu, ố và bẩn thỉu. Đây là hình ảnh bài báo nói về việc sân Mỹ Đình được cấp 408 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp nhưng vẫn y nguyên như vậy. Cũng ngày 6 tháng 1, báo Thanh Niên đưa tin rằng lãnh đạo ngành thể thao cho biết khu liên hợp thể thao Mỹ Đình nợ thuế, khiến việc duy tu bảo dưỡng gặp khó khăn rất nhiều. Tài chính kiệt quệ đến mức không đủ để trả lương cho cán bộ. Điều này khiến cho dư luận rất ngạc nhiên, không rõ khu liên hợp này làm ăn ra sao mà đến nỗi tệ hại như vậy. Trước đó, đầu tháng 12 năm 2022, báo chí đã đưa tin sân vận động Mỹ Đình được cấp 408 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp, mua sắm, thay mới trang thiết bị. Nhưng đến bây giờ vẫn không sửa chữa được gì, sân vẫn cũ, bẩn, cỏ vẫn héo úa như vậy. Thế thì 408 tỷ đồng kia đã trôi đi đâu là một câu hỏi được đặt ra. Ở Việt Nam vẫn luôn tồn tại những điều phi lý không thể hiểu nổi. Sau khi nhận quá nhiều lời chê trách, khu liên hiệp đang gấp rút cải tạo trước trận lượt về gặp Indonesia vào tối ngày 9 tháng 1. Các công nhân tưới nước cho mặt sân và bón phân theo chỉ định của chuyên gia để sân xanh trở lại. Khung thành cũng được kiểm tra, sửa chữa để không còn có sự cố khung thành bị bật lên như trong trận giao hữu giữa đội Việt Nam và câu lạc bộ Dortmund vào hồi tháng 11 năm 2022. Đây là hình ảnh hiến kế chăm sóc cỏ cho sân Mỹ Đình. Sang ngày 7 tháng 1, truyền thông lại loan tin rằng 100 sinh viên tình nguyện thuộc Đại học Thể dục Thể thao Tử Sơn Bắc Ninh đã chung tay cùng công nhân sân Mỹ Đình tổng vệ sinh sân. Họ chia nhau quét dọn trong và ngoài sân vận động,
trên khán đài, các hành lang ghế, nhà vệ sinh, nhà chức năng, đường chạy, vân vân. Cách sân Mỹ Đình khoảng 1 km, tổ hợp sân của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam có mặt cỏ êm mượt, xanh mướt dù tồn tại trong cùng điều kiện thời tiết, khí hậu giống như sân vận động Mỹ Đình. Sân này được chăm sóc tốt đúng cách mà không hề quá tốn kém. Như vậy, để mặt cỏ sân Mỹ Đình và toàn bộ sân trong tình trạng xuống cấp thê thảm, hoàn toàn do lãnh đạo của khu liên hợp thể thao Mỹ Đình vô năng, kém cỏi. Mọi lý do như thời tiết hay nợ thuế chỉ là bao biện. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin Sân Mỹ Đình lên mặt báo Indonesia bị so sánh với ruộng khoai tây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngân hàng SCB có thoát được trách nhiệm trong vụ trái phiếu An Đông hay không? Trái phiếu của công ty An Đông thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát là một loại trái phiếu được hệ thống các phòng giao dịch của ngân hàng SCB phát hành cho người dân. Phần lớn các nạn nhân trong vụ án này hiện đang có nguy cơ mất trắng tiền. Những nạn nhân cho biết họ vì tin tưởng vào ngân hàng SCB nên đã chuyển các khoản tiền gửi tiết kiệm sang mua trái phiếu của công ty An Đông. Khi chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát là Trương Mỹ Lan bị bắt vào hôm 8 tháng 10 năm 2022, tổng số tiền đầu tư của các khách hàng SCB lên đến 1 tỷ đô la có nguy cơ bị mất trắng. Đây là hình ảnh khách hàng tập trung đông để rút tiền tại ngân hàng SCB Hoàng Quốc Việt, Hà Nội vào ngày 10 tháng 10 năm 2022 sau khi thông tin bà Trương Mỹ Lan bị bắt giữ. Nhìn một cách khách quan, nếu những giao dịch mua bán trái phiếu là minh bạch thì ngân hàng SCB sẽ ít liên quan hơn. Nhưng rõ ràng ngân hàng SCB đã có những sai phạm rất nghiêm trọng về đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ khi không thực hiện đúng vai trò tư vấn cho khách hàng khi mua trái phiếu. Người mua hay được gọi là nhà đầu tư, nếu được tư vấn đầy đủ về quyền và nghĩa vụ, cơ hội và rủi ro thì sẽ có ý thức chủ động hơn khi tham gia vào giao dịch mua trái phiếu. Họ cũng sẽ không trở nên hoang mang và bất an dẫn đến việc đi căng băng rôn, biểu ngữ, đòi tiền. Do nhà nước mà cụ thể hơn là Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã buông lỏng quản lý đối với các ngân hàng, các công ty phát hành trái phiếu, nên SCB mới có cơ hội lừa được những khách hàng thay vì gửi tiền tiết kiệm thì lại chuyển sang mua trái phiếu doanh nghiệp. Quá trình lừa đảo này được SCB thực hiện một cách có hệ thống trên phạm vi cả nước trong thời gian rất dài. Đối với các nạn nhân, các lãnh đạo của SCB vẫn không khăng khăng cho rằng họ chỉ là bên giới thiệu để khách hàng mua trái phiếu, do đó không có trách nhiệm trả lại tiền. Ngược lại, các nạn nhân thì khẳng định rằng chính SCB đã dụ dỗ họ và cố ý mập mờ khi đưa ra các thông tin về trái phiếu mà ngân hàng này đang cung cấp và dẫn dắt họ quyết định ngưng gửi tiền tiết kiệm để chuyển qua mua một loại trái phiếu lãi cao hơn. Đây là hình ảnh một địa điểm được tiếp nhận thông tin liên quan đến việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp tại trụ sở SCB 242 Cống Quỳnh, được triển khai từ ngày 18 tháng 11 năm 2022. Ông Lâm Minh Chánh, chuyên gia đầu tư tài chính và là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Học viện Kinh doanh và Tài chính ở Thành phố Hồ Chí Minh, đã phân tích về những sai phạm của ngân hàng SCB trên Facebook cá nhân của mình vào ngày 30 tháng 11 năm 2022. Những lỗi nghiêm trọng của nhân viên SCB mà chuyên gia này nêu ra bao gồm chủ động chào mời khách hàng mua trái phiếu trong khi khách hàng vẫn có ý định gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng, trình bày tư vấn sai lệch về sản phẩm, nhân viên không hướng dẫn khách hàng đọc kỹ hợp đồng. Nghiêm trọng hơn, nhân viên bán hàng trái phiếu nhưng không có giấy phép hành nghề kinh doanh chứng khoán. SCB không nhận trách nhiệm về việc mình đã làm khi vụ việc vỡ lở. Trong khi đó, họ đã bị phạm luật chứng khoán khi bán trái phiếu phát hành riêng lẻ cho công chúng, mà đó lại là trái phiếu lừa đảo và trái phiếu ma, trái phiếu rác. Ông lập luận rằng, đứng về lý, khách hàng đã ký hợp đồng thì phải chịu thiệt hại đến cùng. Ngân hàng SCB không thể trả thay cho người lừa đảo. Đây là hình ảnh bài phân tích 7 lỗi của ngân hàng SCB trong vụ việc bán trái phiếu lừa đảo, trái phiếu ma, trái phiếu rác cho người dân trên trang Facebook của Lâm Minh Chánh. Nhưng với vai trò là nhân tố quan trọng trong việc giới thiệu mồi chài trái phiếu lừa đảo, trái phiếu ma, trái phiếu rác đến người dân, thì ngân hàng SCB không thể chối bỏ trách nhiệm liên quan của mình. Rõ ràng, đối với những hoạt động chào bán trái phiếu huy động tiền có hệ thống và rộng khắp như vậy của công ty An Đông và dưới sự đồng lõa của ngân hàng SCB, thì trách nhiệm của nhà nước là lớn nhất. Trao đổi với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tiếng Việt vào ngày 7 tháng 1, Tiến sĩ Vũ Đình Ánh,
nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả Hà Nội cho biết, nhà nước chưa có quy định hay hướng dẫn nào về việc bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị điều tra, khiến cho các nạn nhân đến nay vẫn chưa có được câu trả lời về cách giải quyết đối với họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin bẫy khách hàng rồi phủi tay, ngân hàng SCB vẫn lặn ra lý để rũ trách nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.